chưa quay hay là money man. Bởi vì bao nhiêu em làm rap thì anh yêu em từ đấy. Nếu không thì em chỉ là money game. Điều hăng như là vòng sông mời nhảy nhấp theo nhịp mới cũng trong tay dừng lại. Và như bên có những người để còn không chơi. Nhưng anh không có sai một giây không sao đâu em dừng lại. Anh là rap game MOE cùng với C-C-G. Hình đó là quân vàng nếu không phải thì suy. Anh đợi em có quát và là người thích ăn. Vì cũng tham theo như sợ cầm trước khi mà nói bắt mà đi. Ok, melody của em cứ thì tầm vào tai. Chúng tôi cảm xúc anh dành cho em nên anh phải đi tầm vào mai. Sau đêm nay chúng ta sẽ rơi vào tầm vòng bó nhạc mới. Đừng đăng ký sức khỏe. Trả lời nhưng mà chẳng có điều nên anh thấy mình quên đi các câu hỏi hết.
Yeah, yeah. Và luôn luôn có những người em chỉ có nhau là tên thôi, đủ rồi. Bạn luôn là người làm sao rồi. Yeah, yeah. Shout out to you, em. You say, and you got 16. We're not like social, baby. Yeah, yeah. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rap Việt All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Duy nhất trên VieON trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020.